nỗ lực đến mấy cũng thành không ra gì. Ta phải làm sao khi tương lai xa vời, cơn mơ không yên mình đau thương như chân trời. Không thể lý giải cho nỗi lòng rầy rứt, tâm can cho riêng mình được ngay không nên đời. Nói thiệt như trước khi ta không sang giàu, yêu thương trong mong cầu cho đi không quen đời. Tao đã không thể làm gì cho ông ba, cũng chẳng thể mua thêm được gì cho mẹ. Tại sao tao còn gặp những gì vơ vẩn, tại sao với tao nó quá là khó khăn. Cuộc đời cho ta một ngọn đèn lè lói, lại tiếp tục chạy mà không cần nghe nói. Mày khắp thành phố đôi khi cũng nghe mỏi, rắc rối với tao dần dần cũng quen thôi. Tao chỉ thấy là đời tao bạc phết, đến hút điếu thuốc mà sao nó nhạt thế. Nếu hiểu cuộc đời đối xử ra làm sao mà đến người thương nhất cũng quay đi và gạt thế. Tao chỉ thấy mở mắt ra là đủ mệt, bao nhiêu một phiền đau thương lại ập đến. Đến cả giấc ngủ như một lần được yên, nên mà khi thức dậy tao chỉ muốn đập hết. Trời ơi, anh em tao dần đã bỏ tao rơi. Trời ơi, gia đình tao cũng bỏ tao thôi. Trời ơi, người tôi thương yêu nhất cũng đã bỏ tao rồi. Trời ơi, cuối cùng chỉ còn mình tao trên đời. Trời ơi, anh em tao dần đã bỏ tao rơi. Trời ơi, gia đình tao cũng bỏ tao thôi. Trời ơi. Bật lửa chăm điếu thuốc dừng đèn đỏ và kéo một hơi dài. Ngửa cổ lên trời mưa còn rơi mãi. Đời tao khổ đi mẹ trời ơi hoài. Còn phải thất bại thêm bao nhiêu lần nữa. Còn những sai lầm nào đã cầm sửa. Còn mấy khoản nợ tại sao lại mình trả. Đến bao giờ mới được yên bình hả. Cày lưng ra làm ngày 16 tiếng. Tìm đủ mọi cách có thì kiếm tiền. Dù đầu gối và tiền quá giới hạn, nhưng nợ tới hạn trước cửa là thấy phiền. Phật hẹn cây đắng nên nào dám phiền ai. Không được may mắn nên làm gì là liền sai. Có ai thấu những thứ tôi chịu đựng, vì khi bắt đầu đã không có điểm dừng. Tao giờ không thể tho như trước đây. Già thiệt tao rộng nặng mùi cháy nắng. Tự mình ôm lấy những chuyện từ trước nay. Thứ tao để lại là một mùi giấy trắng. Tao không nói cuộc đời này vô lý. Tao chỉ trách bản ngã tao vô mình. Cái xác không hồn hay cục đã vô tri. Và tao lại rơi trong không gian vô định. Cho tao biết tao cần phải làm sao. Thiệt sự tao tệ hại đến nhường nào. Nếu không một câu trả lời thích đáng, thì ai đó lấy khẩu súng ra giùm tao. Khi tao quét lũ chó bằng xua sẵn, khi tao nghe tiếng gà tao ngáy vang. Khi tao nghĩ làm sao để lấy đà, thì thôi tao nói rằng tao chỉ thấy là. Trời ơi, anh em tao vẫn đã bỏ tao rơi. Trời ơi, gia đình tao đã cũng bỏ tao thôi. Trời ơi, người tao thương yêu nhất cũng đã bỏ tao rồi. Trời ơi, cũng không chỉ có mình tao trên đời. Trời ơi, anh em tao vẫn đã bỏ tao rơi. Trời ơi, gia đình tao đã cũng bỏ tao thôi. Trời ơi, người tao thương yêu nhất cũng đã bỏ tao rồi. Trời ơi, cũng không chỉ có mình tao trên đời. Sống là chứng minh tức là tao phải chịu hết mọi chuyện. Còn người tao trước giờ cứ thế không muốn thêm một ai nữa bị làm phiền. Có những thứ tôi không thể từ bỏ vì đóng rắc rối này là do chính tao. Cuộc đời chưa một lần được bằng phẳng, tương lai ngày mai liệu rằng sẽ tính sao. Tao không thể cứ quay lưng đi, vì ở trong nhà là thằng con trai lớn. Phải gánh vác trọng trách cả gia đình khi hai tay trắng và không kém khổ hơn. Tao muốn đi nhưng tao lại không đành nữa, lại càng chết trong lý sự bế tắc. Mọi chuyện đến bây giờ là do tao, mày nghĩ rằng những thứ này tôi muốn chết. Bây giờ xin phép mời anh em nào đây cho chương trình.